Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Hiện tại mình đang đứng ở nhà khách. Nhà khách thì hiện tại cũng đã gần Tết rồi và cũng đã đến bước hoàn thiện rồi. Thì khách yêu cầu bên mình thực hiện một phòng giải trí all in one. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng theo dõi coi căn phòng này mình thực hiện như thế nào nha. Căn phòng này có diện tích là khoảng là 18 m², chiều dài 6, chiều ngang 3. Và với cái hiện trạng phòng là đã trát và sơn đầy đủ hết rồi, ổ điện rồi kia cũng đã hoàn thiện luôn. Thì chị khách yêu cầu mình là cố gắng giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu và không can thiệp vào tường nhiều. Nên mình chỉ có dựng một vách trước này và cái vách phía sau để giấu dây thôi. Ở khung phía trước này mình giấu loa nha các bạn. Vẫn là một cái khung giấu ba cái loa, hai loa phong và một loa center. Rồi phía sau á thì mình cũng dựng vách, nhưng mà cái vách phía sau mình dựng một khoảng rất là ngắn. Và cái cách mà bên mình thực hiện cái vách này chỉ là khung xương gỗ thôi, chứ không tạo, không xây nha các bạn, không xây ra. Bề mặt hoàn thiện của vách trước, vách sau sẽ là poly. Đó, kết hợp theo cái bản vẽ thiết kế có sẵn của chị chủ nhà. Còn vách hai bên thì mình sử dụng là tấm ốp than tre với cái bề mặt là vân kim loại nhôm xước, nhôm phay xước á, cũng theo cái bản thiết kế thôi. Và mình có thêm những cái light đèn led từ trên trần xuống cách điều. Về phần xử lý âm học đó, thì bên mình chủ yếu là sử dụng vật liệu poly. Còn hai vách hai bên mình sử dụng cái vật liệu tấm ốp than tre là bởi vì mình kết hợp cả xem phim và karaoke. Thì việc mình bố trí như vậy nó sẽ không, nó sẽ làm cái âm thanh khi mình karaoke á, nó được tự nhiên chứ nó không bị tù, bị bí. Và riêng phần trần thì bên mình sẽ không can thiệp, chỉ lắp thiết bị như là bát máy chiếu nè, rồi bố trí các loa Atmos theo đúng vị trí. Còn sau này cái bề mặt hoàn thiện của trần thì chị khách sẽ sơn hiệu ứng. Và cái màu sơn hiệu ứng này nó cũng sẽ là màu xám, tương đối là giống với các vách còn lại. Thì cái tông màu của cái phòng này á, thì khách lại thích cái màu nó sẽ tươi sáng hơn so với những phòng khác mà trước đây mình đã giới thiệu với các bạn ha. Ngoài ra thì phần DJ ha, mình giới thiệu một chút về cái hệ thống mình bố trí ha. Thì về phần phim thì cái hệ thống sẽ là 7.1.4, 4 loa Atmos và 4 loa surround. Việc DJ thì mình đã dời đúng vị trí. Có một điểm đặc biệt là ở phía sau á, thì mình bố trí đằng sau vách, bố trí dây đằng sau vách. Tuy nhiên cái bề mặt hai vách bên hông á, thì do là cái vách nó chỉ dày 8mm thôi, nên mình đã tuốt dây và bố trí đúng vị trí. Đó, thì cái này là cái phương án để bên mình thi công đối với những cái vách mỏng mỏng. Rồi riêng phần phía trước thì mình đi dây, do là phải giữ nguyên cái hiện trạng. Bên mình sẽ không có cắt đục tường để giấu dây âm vào tường, mà phải đi ống nổi từ trên trần đưa xuống. Và sau này khi mà hoàn thiện á, thì bên mình cũng sẽ ốp cái poly lên cái ống này, nên nó vẫn hoàn toàn đảm bảo được cái tính thẩm mỹ của cái ống này nha các bạn, nó không ảnh hưởng nha. Và điều đặc biệt nữa thì chị chủ của căn phòng này muốn giữ lại cái ánh sáng tự nhiên cho căn phòng, thành ra là bên mình sẽ hoàn toàn không can thiệp vào cái hệ cửa sổ ở phía trên. Và cái màn chiếu cũng như là loa thiết bị đồ này kia mình sẽ bố trí hơi thấp, nó sẽ từ vách ở đây nè các bạn, nó sẽ lấn lên khoảng 5 phân đây nè, là cái vị trí màn chiếu đó quanh khung này. Thì mình cũng đã tư vấn khách để làm sao cái cửa sổ này thì mình sẽ có một tấm rèm, và rèm là loại hai lớp để nó tránh vừa là việc mà máy chiếu chiếu vào nó làm ảnh hưởng tới cái màu sắc nè, cũng như là cái âm thanh mà nó bị dội nghe kiến. Và về cái ghế cũng vậy, khi mà mình bố trí cái màn chiếu nó thấp như vậy á, thì cái ghế, cái loại ghế nó cũng phải đáp ứng đủ, nó phải thấp, và cũng như là cái độ xa của cái ghế, vị trí ghế nó cũng phải đảm bảo nha các bạn. Ngoài hệ thống xem phim ra thì bên mình còn bố trí cặp loa karaoke, đó là loa SE IC34
mình vị trí đặt loa thì mình cũng đặt ở trong cái hốc ở phía trước này, và mình đặt loa trên cái bậc này nha bạn, mình sẽ không treo lên. Và loa center cũng vậy, và loa center để xem phim cũng vậy. Và cái loa sub SM-F3 mình sẽ bố trí chung, dùng chung cho cả karaoke và xem phim. Vị trí của loa mình sẽ đặt ở giữa này. Và cái hệ thống tủ máy á, thì mình cũng sẽ đặt vào góc cái bên này. Và có thể mình sẽ là đặt cái kệ sinh để đặt thiết bị ở trên. Cái bếp cửa lồng. Lồng không có. Theo tiến độ thì căn phòng này sẽ được hoàn thiện trong vòng 2 tới 3 ngày nữa. Và cái giai đoạn này cũng đã gần sát Tết rồi. Bên mình cũng sẽ cố gắng chạy deadline để kịp tiến độ và có một căn phòng hoàn thiện để khách kịp chơi trong mùa Tết này. Thì video phần 2 mình sẽ quay cái phòng hoàn thiện cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.